sự kiện tọa đàm Vai trò của phụ nữ trong tạo thuận lợi thương mại do báo Hải quan và dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ, phối hợp tổ chức. Tọa đàm nhằm trao đổi, thảo luận về vai trò của phụ nữ hải quan Việt Nam và doanh nghiệp trong công tác tạo thuận lợi thương mại. Tọa đàm nhằm trao đổi, thảo luận về vai trò của phụ nữ ngành hải quan Việt Nam và doanh nghiệp trong công tác tạo thuận lợi thương mại, đồng thời các chuyên gia đóng góp chia sẻ những xu thế nhận thức mới trong nước và trên thế giới về bình đẳng giới, trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Đáng chú ý, trong khuôn khổ tọa đàm diễn ra hai phiên thảo luận với chủ đề Vai trò của phụ nữ trong hoạt động tạo thuận lợi thương mại và xu thế nhận thức mới về giới trong mối quan hệ hải quan, doanh nghiệp, nguồn lực lớn thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại. Với tình hình cải cách, Tổng cục Hải quan luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, qua đó đã đưa ra nhiều giải pháp thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh. Thông điệp được thể hiện xuyên suốt của Tổng cục Hải quan là tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Đóng góp lớn vào cái thành tích chung của ngành hải quan trong thời gian qua, không thể không kể đến vai trò của nữ công chức trong ngành hải quan. Tọa đàm lần này hướng tới việc xây dựng hình ảnh người nữ cán bộ ngành hải quan và một số doanh nhân nữ tiêu biểu, thông qua đó để tăng cường cái sự hợp tác giữa ngành hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới một cái môi trường kinh doanh thuận lợi. Cuộc tọa đàm sẽ mang đến những thông tin bổ ích đối với cơ quan hải quan, đối với doanh nghiệp và lan tỏa tới cộng đồng xã hội một thông điệp mạnh mẽ, đó là ngành hải quan nói chung, nữ cán bộ công chức hải quan nói riêng luôn nỗ lực để hướng tới tạo thuận lợi thương mại, phát triển hơn nữa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tọa đàm diễn ra hai phiên thảo luận, phiên thứ nhất với chủ đề Vai trò của phụ nữ trong hoạt động tạo thuận lợi thương mại, có sự tham gia của các diễn giả là ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, bà Lê Như Quỳnh, Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan, bà Phùng Thị Bích Hường, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân. Phiên thứ hai với chủ đề Xu thế nhận thức mới về giới trong mối quan hệ hải quan, doanh nghiệp, nguồn lực lớn thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, gồm các diễn giả bà Nguyễn Thu Nhiễu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Tổng cục Hải quan, bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Kiểm tra Tổng cục Hải quan, bà Trương Bình An, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings. Xen kẽ các phiên thảo luận, các đại biểu tham gia tọa đàm đã được lắng nghe các phần trình bày về vấn đề giới và thương mại, vai trò của phụ nữ trong tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, thực tiễn tốt trên thế giới về lồng ghép giới trong lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại và ngành hải quan do chuyên gia dự án tạo thuận lợi thương mại trình bày.